Cảm ơn anh Trí rất là nhiều. Và đây liên tục chương trình mời tất cả quý vị đến với tiếng hát của nam nghệ sĩ Thanh Như. Dạ, trước tiên thì Thanh Như xin phép được nói lời chia buồn đối với cá nhân của Thanh Dương, đối với gia đình của Thu Dân, cũng như là cảm ơn đại diện cho gia đình Thu Dân, cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh em đồng nghiệp của Thu Dân, cũng như tất cả các anh chị đồng nghiệp, các cô, các chú đã không ngại được sáng sớm đến đây để chia buồn sự mất mát to lớn này đối với gia đình của nghệ sĩ của Thu Dân. Bây giờ tiếp tục chương trình ngày hôm nay thôi, Thanh Như xin phép được gửi tặng tất cả quý vị ba câu dân cổ được trích trong một bài hát dân cổ duyên được mang tên Diễm Xưa. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sao em không đến với những đêm trường?
một chiều nào, những tưởng đêm nào chấm dứt mây đường thơ dòng dòng như lệ dứt giờ quen quen mắt tình dây mượn ai đã bằng tiếng nhạc cho một cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tiếng hát của Đàm Nghệ Sĩ.